Đủ từ sáng đến mơ mà tôi đâu có nghe được cái điện công an ngoài. Thì thôi bây giờ như nè, kiếm nhà trọ ở trước đi chứ mình ở đây không có an toàn nha. Dạ. Con mắt sợ con mắt sau này không biết làm sao nữa nè chú ơi. Con cái cô không gửi tiền về nuôi cho cháu ngoại luôn. Dạ, nói thiệt với chú là không có gửi luôn. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay Bùi Hồ tiếp tục quay trở lại hoàn cảnh của cô Duyên, hai vợ chồng mà sinh sống ở dưới gầm cầu cô bác quý anh chị. Thì trước đây mình có xem một cái mảnh đất mà một người hiến đất cho nhưng mà cặp mé sông đó, vì một siêu số lý do thì không thể nào cất cho cô Duyên được. Thì cũng theo gợi ý của chú Hùng là Việt Kiều ở Canada đó, có nói là thôi thì cứ hỗ trợ cho gia đình cô Duyên trước mắt là mướn nhà trọ cho cô Duyên ở trước đi. Đây nè, sống mới gầm cầu nè cô bác của anh chị. Hôm nay thì mình sáng mình có điện với cô Duyên. Chó sủa á. Ăn cơm chứ con. Dạ. Mới ăn xong hả? Ôi, chó quá. Hai ba con chứ hả? Dạ. Cô chú Năm bển qua đây nó ở tối ngày. Ăn cơm gì? Sáng nay ăn cơm gì con? Cá chiên nè. Cá chiên. Ồ, đó con coi với. Cái này là cũng mấy bà ngoại với ngoại bà ăn năm hôm qua trông cho chú qua ăn năm chú hôm qua. Bà ngoại cũng con tôi. Dạ. Mẹ vợ cho của bà dì Sáu em ruột của mẹ rồi cho ba cái đồ mà đào cối. Con có hôm trước con có thông báo với cô á là mình không có cất được nha chú, cô chú. Lý do là mình làm mà trái với lại chính quyền thì nó cũng ngại lắm, với lại cũng khó xử ha, nên là nữ là về cái nhà thông báo cho cô chú á thì không thể nào cất được ở đó. Hôm trước con có thông báo với cô là lại kiếm cái lại chính quyền đó, lại hỏi cái nền nhà đó. Giờ này cũng hơn 11 giờ. Bây giờ cái trước mắt á là con giải quyết thay mặt cho chú Hùng cũng như là giải quyết cho cô chú á là ở nhà trọ trước đi. Thì bây giờ mình sẽ con với cô đi là kiếm nhà trọ. Nãy là cô nói là ai kiếm giùm? Nãy cậu Út Tí á. Cậu Út Tí kiếm giùm ha. Có điện cho chú chưa chú? Dạ. Cậu Út Tí có điện cho chú chưa? Nãy dặn cậu Út cậu đi kiếm được cậu điện cho chú hay. Mà chú không biết cậu không biết có điện cho chú chưa? Mà kiếm được chưa? Cậu không biết nữa. Dạ, chưa điện cho. Nãy giờ chú gì? Dạ. Đến từ sáng với mơm này tôi đâu có nghe được cái điện công an ngoài. Thì thôi bây giờ như nè, kiếm nhà trọ ở trước đi chứ mình ở đây không có an toàn nha. Dạ. 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 Sợ ghét rồi có cái mướn tại giết chồng tôi chứ tôi sợ gì. Không có sao đâu. Thì thôi bây giờ mà con với cô đi nha. Dạ. Em ơi đi với chú. Chứ cô với chú là có hai người con hả? Có dạ, hai người con mà không có nhờ được. Con gái với con trai gì? Hai người con gái chú. Dạ. Hai người con gái mà có chồng nghèo mà chú ơi. Nghèo sao không về đây nuôi cô? Có chồng nghèo mà nó ở đây không có việc gì làm á chú. Mình rồi đi hái ớt rồi cũng được vậy. Nó đi lên Bình Dương cho anh. Mình xuôi gia cũng nghèo, thành ra con như vậy lúc nào cũng có con với em. Ở bên chồng không mà chú. Mình gọi một đứa con gái về, ví dụ như mà cô chú trăm tuổi già rồi sao? Tháng nữa chắc không biết thì sao tôi nói vợ tôi mà nuôi vợ tôi không cách nào mà nổi. Chú biết làm sao để... Rồi bây giờ thời gian sắp tới nè, con chỉ giúp cô chú được một khoảng thời gian, cô làm gì để cô sinh sống? Giờ cũng đi hỏi bé ớt nói chú. Hỏi bé ớt nữa. Rồi không gài có bẻ được không? Mém gài bệnh rồi không có đi đó chú. Bà tử nó hoành hành hoài rồi ăn không được đó chú. Ăn bữa dài muốn rồi cơm. Ai gửi tiền làm gì tiền đâu cô xài rồi hôm đó nay đâu có đâu chú. Rồi cậu Út á, tôi đi xin chiều nào tôi cũng đi theo mấy cái quán nhậu như quán đồ quê, tôi xin về vợ chồng cuộc sống như thuốc men cho bố mấy vậy chú. Thì nếu như mà con quay clip gì thì con cái của cô chú thì chắc chắn sẽ thấy đúng không? Nó không có nào giúp được, nó cũng gửi lời về, nó nói ba mẹ con cũng cảm ơn nhiều lắm, gắn giúp cho ba mẹ. Cảm ơn chú. Nhưng mà con cái gì nè, con nói với cô chú á. Dạ. Thì con cái ví dụ như là một đứa gái của cô có thể về đây ở chung với cô chú, mướn một cái nhà trọ thì hai vợ chồng cùng đi làm nuôi cô chú cũng được vậy. Mà này còn ông vợ chồng nó út đó chú. Không lẽ hai người con gái hết rồi sao? Dạ.
nuôi ông già chồng, bà già chồng được, nhưng mà nuôi cô chú không được sao? Cảnh con mèo nó một đứa là ba đứa con nha. Cô bé này là con của ai? Con của nhỏ nhỏ. Nhỏ thì gửi cho cô, thì cháu ngoại thì gửi, có gửi tiền cho cô nuôi không? Không có gửi chú. Không gửi tiền thì gửi bé là tiền đâu, cô làm gì sự có để cô sinh sống để cô nuôi. Cái gì nuôi nó thiếu thốn đủ thứ, nó mà thiếu thốn đủ thứ chứ. Mẹ cô bé này có mấy đứa cháu? À chú. À chị bà nó. Mà gửi thêm cho cô nữa, đã cô đã nuôi chú đã gánh nặng rồi, bây giờ mà còn thêm cháu nữa sao được? Trời có nó hủ hỉ vô em. Con nó lên đủ lòng vô cánh, con nó lập gia đình, đứa nào cũng có con nhưng cảnh nghèo. Chú ơi, bây giờ đó, bây giờ cái nền nó đang đã bán hết rồi chú. Cái nền nó chơi bên bánh đò bệnh viện cũ á chú. Ta bán tới 150 không chú ơi. 150 thì Mạnh Thường Quân không thể nào giúp được, dạ. Tại số tiền nó rất là lớn, dạ. Chứ không phải là số tiền nhỏ đâu. 150 thì ở mảnh đời nói về nghèo khổ thì rất là nhiều người nghèo khổ cô, dạ. Thì hôm nay thì con đến đây á, thì hôm trước con dự định có liên hệ với mảnh đất để cất cho cô chú, nhưng mà không thể nào, con không thể nào còn đứng ra làm trái với lại chính quyền được, dạ. Tại mình còn quay clip lên nữa, dạ. Nên cái trước mắt đó là vào mùa mưa gió ở dưới này nè, cô bác anh chị ẩm thấp như thế này. Nên con sẽ đi mướn nhà trọ cho cô 6 tháng trước thay mặt của chú Hùng ở Việt Kiều ở Canada đó, yeah. Để mướn cho cô chú ở trước mắt là 6 tháng, sau đó cô làm đụng gì nha, yeah. Cảm ơn chú Hùng nhiều quá chú. Rồi giờ mình mướn thì kiếm sống và dạ đúng rồi. Tối nay còn lo tiền điện, tiền nước hàng tháng nè chú ơi. Tiền điện, tiền nước hàng tháng riêng đó chú. Thì mình phải cố gắng mình làm mình trả cô, dạ. Chứ bây giờ mình có một cái chỗ trước đi, dạ. Bây giờ sống ở đây thấy khổ sở quá, nhờ chú giúp chứ. Cái đó này là con cũng bất khả kháng rồi, con cũng không có đường nào con giúp cô chú được nữa, dạ. Đó. Rồi chú cho ở 6 tháng rồi như tỷ có cái nền nào rẻ cho chú hay hết không? Cái đó thì bây giờ trước mắt mình giải quyết cái trước mắt trước đi nha cô nha, dạ. Hôm trước con cũng có nói với cô là đi hỏi chính quyền đó, dạ. Đó giá khoảng 30-40 triệu 40-50 triệu gì đó, dạ. Thì được, chứ bây giờ nếu như mà lên nữa thì con đâu có đường nào con giúp được. 40-50 triệu là cái khó có cái nền ở bên đây mà nằm bên ở trong rừng xài đấy chứ, nằm mà... trong rừng xài nó nằm ở đâu anh, bữa đó anh qua bển à, cái chú bệnh tử nó nằm ở đâu đó mà nằm trong rừng xài nha chứ. Trong vườn sâu xa Hàm Quốc rồi. Ở đó có ba cái thằng mà không chích nữa. Ở đó ở được đâu. Đồ người ta bị mất giặt hoài. Nếu mà vô mình đi ra được tới nhà cô dân thì cũng cách 4-5 con đất. Mới ra được tới lộ. Thôi bây giờ cô ăn đi, con với cô đi nha. Dạ. Rồi nghe chú nha. Dạ. Cảm ơn chú nhiều. Cô bác anh chị thì bây giờ chắc có lẽ là hồ anh Tý thì giới thiệu là nói nhà trọ này hả cô? Dạ. Trọ hậu này thì bây giờ mình sẽ nói luôn. Đây là cái giá phòng trọ mà mình cần mướn cho cô bác anh chị cho mướn cho cô Duyên. Ở đây được không cô Duyên? Dạ. Ở đây được không cô? Được chú. Ừ. Dạ. Con thấy ở đây cũng thoáng nè. Dạ. Mà bây giờ anh chủ đốt tiêu rồi, mới điện cho anh chủ á, cô bác anh chị nguyên một dãy nhà trọ này luôn nè. Thì không biết là bao nhiêu một tháng. Cái phòng này, phòng này nè cô chịu không cô Duyên? Bao nhiêu một tháng anh? Ô phòng này đẹp á cô Duyên? Dạ. Nói chung là trên đây có một cái gác nè. Dạ. Ở dưới này anh mới rửa xong nè. Đẹp á. Cái này là mình cho mướn bao nhiêu một tháng anh? Này là cô Duyên này nè, mướn cho tại làm từ thiện mướn cho cô này ở. Cô này đang sống ở gầm cầu. Thành ở là bây giờ Mạnh Thường Quân 700 để nói với anh tí 700 ạ. 700 ha. Dạ. Còn điện nước sao? Điện nước là tính riêng anh, tại như tính nhiêu. Ờ điện bao nhiêu khối anh ha? À, thôi tính chỉ 3 ngàn thôi. Ờ nước. Nước thì 10 ngàn. Ừ. Cái cách trả tiền sao? Ờ thì đầu tiên vô là trả tiền phòng 700 trước. Dạ. Rồi tiền điện nước là trả tháng tính. Ờ. Vậy con cô Duyên chịu cái phòng này không? Chịu chứ. Chịu thì dọn
bữa nay dọn luôn hả? Chiều cho khô thì kìa, chiều cô dọn qua, bây giờ con gửi, em gửi cho anh cho tiền phòng cho cô Duyên luôn nha. Thì chiều cũng được, không có gì đâu. Nãy chưa đi chưa? Vậy là gửi luôn cho cô Duyên là ở luật pháp tới ngày này tháng sau thì sẽ tính tiền phòng rồi cộng. Bây giờ như thế này, hôm nay thì em gửi trước 3 tháng đi. Rồi sau đó em gửi thêm 3 tháng nữa nha. Rồi. Là 3 tháng là 2 triệu mốt hả? 2 triệu mốt. Nãy không có rút tiền qua, để coi cô Duyên chịu không á. Tại nè. Vì để dọn sơ sơ lại cho cô mới vô bắt đó. Rồi vậy ở đây nhận là 2 triệu mốt có lợi 400 nha. 2 triệu rưỡi hả? Ừ. Vậy là coi như là trả trước 3 tháng. Dạ. Vậy thì tiền điện, tiền nước thì tới tới tháng đóng hay là sạch không? Dạ. Dạ. Rồi mai mốt gì đó em có qua thì em trao cho gửi cho cô Duyên thêm 3 tháng nữa ha. Rồi rồi ok. Vậy cảm ơn em ha. Rồi cảm ơn anh luôn. Nghe nói phòng này 800 ngàn hả? À, giảm cho anh tí còn 700 ha, với người ta 800 á. Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Để em coi coi phòng cho cô, coi phòng. Vô rồi. Vô đi, vô đi. Bỏ bỏ giấc ngoài vô đi cô. Dạ. Rồi cô. Rồi cô chịu không? Phòng này gì được cô thấy được chưa? Được hả chú? Cũng cảm ơn chú nhiều chú. Cảm ơn mấy cô. Đây, trước tiên là giải quyết cho cô là tình trạng 6 tháng cô lên đây ở những mùa mưa bão như thế này nha. Dạ. Cô bác anh chị phòng này cũng khá là rộng. Bây giờ mình ở đây có một cái bếp nấu ăn nè. Dạ. Chỗ rửa nè. Đây nhà vệ sinh. Dạ. Cũng hiện đại á cô. Dạ. Có vòi tắm đồ luôn, trên này thì có. Trên đó có cái gác. Có cái gác luôn. Ở trên đó cũng sáng ha. Nhưng mà ở đây phải có cái quạt mới được. Dạ. Đèn. Ở đây thêm được cái đèn nữa. Dạ. Đó. Sáng rồi. Rồi, cô Duyên thấy được chưa? Được rồi chú. Ăn ơn chú nhiều luôn đó chú. Ừ. Ôi trời, cái cảnh nào đắng, ôi trời khổ luôn chú ơi. Vì đâu mà vợ chồng ngày hôm qua ở bên đây em ru mà nó như là nói chuyện như nói chuyện bình thường như chú với tôi nói vậy đó. Mà ổng điện ổng nói gì đâu mà sùm hoài hả chị? Lọc khẩu trang ra đi cô. Nói gì đâu mà sùm hoài hả mà cô mà thị dơ thị gì mà sùm hoài nói chú nói chuyện hàng ngày. Không lẽ nhưng không mà bây giờ chó rồi sao? Dạ. Bây giờ cô lại đây rồi chó rồi sao? Chó không biết chủ cho đem lại không? Không biết nữa chú ơi. Không cho đâu. Dạ. Chắc là kêu ảnh là đưa người khác nuôi quá. Ừ, cô gửi người khác nuôi đi. Dạ. Ờ. Vậy đâu mà quá trời, sống nhờ chú chung thôi, không biết làm sao luôn. Không phải con thì với lại Mạnh Đường Quân chỉ giúp cô được một khi nào thôi. Dạ. Còn cái cuộc sống của cô thì cô phải tự bươn chải nè. Dạ. Chắc có lẽ là con của cô đi ra ngoài quán cà phê con hỏi chút. Dạ. Tâm sự về cái gia đình mình cái nha. Dạ. Rồi bây giờ phòng này thì con trả trước 3 tháng rồi. Dạ. Mai mốt con đi ngang thì con sẽ trả thêm 3 tháng nữa rồi. Dạ. Trả anh riêng phòng rồi thăm cái cuộc sống của cô sau khi dọn lên đây như thế nào nha. Dạ. Rồi đi cô. Thưa cô bác anh chị, thì thay mặt cho chú Hùng ở Canada thì Bùi Hồ có hướng nhà trọ cho hai vợ chồng của cô Duy với lại người cháu ngoại ở trước mắt là giải quyết khó khăn trong mùa mưa bão này. Yeah. Là 6 tháng thì để mà sau này cô trong thời gian này á thì cô kiếm một cái hỏi chính quyền á. Yeah. Có một cái nền nào để rẻ bán khoảng chừng 40-50 triệu gì cho những người khó khăn á. Yeah. Thì tại vì cô cũng nên là chính quyền mà hỏi như vậy và đang. Yeah. Sống trình bày mình biết là đang sống dưới gầm cầu như vậy. Yeah. Thì chính quyền quá giá bán thì cô ít thôi nha. Yeah. Thì cô cho con hay. Dạ. Để tiến hành có thể cho con có nơi ở ổn định. Nhưng mà theo con nghĩ á, theo bản thân. Dạ. Con nghĩ thì cô nên nói con mình về. Dạ. Một đứa con gái về với ở với cô với chú để mà cô chú thì cũng tuổi càng ngày càng lớn. Dạ. Mà lao động thì càng ngày càng yếu, không có sức lao động nữa, nên phụ với cô chú chứ Mạnh Thường Quân thì chỉ giúp được một phần nào trong cái khoảng thời gian mình khó khăn thôi. Yeah. Chứ còn tiền bạc mà trong cái thời gian mà sống thời gian tới á, thì không thể nào Mạnh Thường Quân có khả năng giúp hoài được. Yeah. À, cái đó là con có gửi cô, thì cô có nói với con mình chưa? Có nói với nó mà nó nói mà ông già chồng nó bệnh đau rồi không ai lo đó chú. Rồi để con lo cho ổng chứ bả, rồi chừng nào con mà ấy rồi con mới về được. Nói gì? Vậy giờ nói vậy thì có chồng Út đó chú. Rồi nó bỏ bển về bên đây ngang thì không được. Rồi nó mới ở bển hoài vậy đó. Thì bây giờ thì tạm thời thì phải
hỗ trợ cô phần nào mới được, chứ bây giờ cô lao động không được, chú lao động không được thì tiền đâu mà thời gian đâu, tiền đâu cô sinh sống. Tại cái số không vậy rồi chú ơi, cái số không nhờ được con. Tại vì đẻ ra thì cho mà bên chồng nhờ không. Bữa giờ không có nhờ được gì, vợ chồng cũng suy nghĩ, nói nửa già rồi tự lo, tự vợ chồng lo nhau sống chứ không có nhờ con được rồi chú. Tại vì con có chồng có bệnh nó lo cho bên chồng không. Nhưng mà những cái clip này con lúc này, như lúc nãy con có nói á, quay lên thì con gái cô cũng thấy. Dạ. Đặc biệt là cha mẹ mình thì sống ở dưới gầm cầu rất là xót luôn. Nói chung là rất là xót. Bản thân ở người ngoài thì người ta vẫn thấy xót đó chú. Chứ không phải là riêng vì con. Dạ. Con thì cũng thấy rất là xót nên con phải, dù có khăn con mới mạnh được quân cũng phải cố gắng chạy chữa chạy cho cô. Dạ. Có được cái nơi ở, nhưng mà xem clip thì con cái của cô có thấy phản ứng như thế nào? Nó nói con nghèo khổ quá, con không lo được cho cha mẹ, con cảm ơn mấy cô mấy chú. Nhưng mà sao cô không kêu gọi con mình về, cô tới hai đứa gái mà. Mà kêu nó nói gì đó chú. Mà ngặt con nói gì đâu mà hai đứa tàn là có chồng Úc không. Không phải, Úc thì cũng còn có. Yeah. Có những người anh em nữa hỗ trợ, nhưng mà cô quá khổ đi. Dạ. Yeah. Bây giờ rất là khó luôn. Nếu như mà con không mạnh thường quân mà không muốn ra tay thì cô cứ tiếp tục sống ở dưới gầm cầu nữa. Yeah. Mưa gió thì nó ngập lút nữa luôn. Yeah. Bây giờ đất không có. Cô mà con hỏi cô là trước đây thì quê cô ở đó thì đất tổ cha, đất tổ còn không? Cái quê ở đó mà hồi đó ông nội á, ông nội ông có đất. Ông có như là cho con cái ngượng nền đó chứ. Rồi tới giờ mẹ cũng còn vẫn còn giữ cái nền nhà đó, mẹ ở hoài vậy đó. Rồi không có dư ra được cái nền nào nữa. Thế sao cô không ở về ở với mẹ mình? Ở với mẹ thì ở đậu với nhỏ Út. Nhỏ Út có cắt nhà rồi mẹ ở. Rồi có hai được, có hai cái mùng mà chú. Không được mình được ba cái nữa, có hai cái mẹ ăn cái rồi hai chồng của nhỏ Út một cái. Rồi không có chỗ mà ngủ hết chú. Phải có là về và tá túc đó cũng được nữa chú. Mà tại nhà nhỏ quá không có. Rồi bởi vậy mới khổ vậy đó chú ơi. Cảnh quá xa khổ luôn. Bởi vậy nha mới nhờ như gặp chú. Nhờ gặp chú mà chú giúp giùm đỡ ra. Chứ không thôi không gặp chú giờ cũng không rồi biết làm sao. Hỏi cô này, ví dụ như thời gian là sao hết 6 tháng hoặc là như thế nào đi, rồi lúc đó thì cô sẽ làm gì, cô sinh sống? Lúc đó không biết làm mướn gì mà sinh sống hàng ngày thì được đó chú. Mà có một cái trọ thì trả không nổi chú ơi. Trọ trả không nổi. Như mặn ngày có 100, có khi 70-80 nữa chú. Rồi có khi người ta kêu mặn được một buổi nữa chú. Rồi không có đủ đầu đâu hết chú ơi. Rồi chứ mà con mắt bị mây gì nè. Ra hai ớt nó mắt nó chảy, nó cay, quá cay rồi. Rồi con mắt sợ, con mắt sau này không biết làm sao nữa nè chú ơi. Con gái cô không gửi tiền về nuôi cho cháu ngoại luôn. Dạ, nói thiệt với chú là không có gửi luôn. Kêu nó gửi hoài, nó nói con chưa có tiền, mẹ ơi con chưa có tiền hoài. Mỗi lần ở nhà mà không có tiền là điện kêu nó gửi, là nó nói vậy đó. Con chưa có tiền, mẹ ơi để lần nào con có tiền con hỏi gửi, nói vậy hoài. Rồi ở nhà thì cũng lây lắc sống chú ơi. Lây lắc mình ăn cái gì cũng được. Mà có một cái mướn trọ là chả không nổi chứ. Chả không nổi. Cảnh gì hồi đó rồi dắt mà ảnh bệnh là dắt hai chồng mới gặp nhau. Ở mới có mấy năm là ảnh bệnh tới giờ đó chú. Bởi vì ảnh không có mặn nổi nặng được cái gì hết trơn. Bởi vì khổ tới giờ. Phải mà ảnh hồi cấp còn sức á, ảnh đừng có bệnh. Thì giờ cũng có nhà có cửa rồi chú. Mặn được rồi mình cơm kỉnh á. Mình cũng mua được cái nền chú. Mà anh mà không nổi. Có một mình ơn mặn không rồi giờ. Mới khổ tới giờ đó chú ơi. Cảnh thì mà khổ quá khổ chú rồi đó giờ. Hồi mẹ sanh ra tới giờ là biết mới biết tới chú là khổ tới giờ luôn chú. Con cái có nghĩa là con thì cô thì với chú rồi có anh em không? Có anh em năm mà sáu anh em. Mà mấy người kia người ta cũng lo mặn ăn, ta lo người ta chứ người ta cũng đâu có cho mình lo cho mình chú. Đâu có lo cho mình.
thì mấy đứa em nó mằng ngày nào nó sống đốc đổi ngày nấy. Gần đó thì không có một cái mảnh đất nào của anh em sao? Dạ không có chứ. Có thằng em vợ thì nó thằng em ruột thì nó cũng không có ở với nhỏ với mẹ nó. Máy điện rồi. Nó cũng là Bình Dương, nó mằng nó cũng mướn trọ nó ở chứ. Chứ nó không có mà ở đây với mẹ anh. Rồi con nhỏ Út nó nói á, nó cắt cái nhà đó ra, rồi thằng em Út về ở á, thì đưa tiền nó ra nó cắt đó chú. Rồi được đưa cho nó vài chục triệu rồi mới về nhà ở được. Nhỏ em Út á. Nó nói vậy đó. Rồi đưa cho nó rồi thì nó đặng nó về bên chồng nó ở. Nó nói vậy. Con thì không biết nói gì hơn, nhưng mà khi mà gặp cái hoàn cảnh của cô như thế này, dạ, bản thân con với lại tất cả mạnh thường quân thì thấy hoàn cảnh của cô chú cũng rất là xót xa. Dạ. Mạnh thường quân mà tìm một cái cách là giải pháp nhanh nhất là bước trọ cho cô ở thôi, còn về vấn đề mình chưa, dạ, có đất cát mà để vô để mà ở trọ thì nó để mà chưa có đất cát mà cô cất nhà thì không được. Như cái hôm trước thì mạnh thường quân cũng không có đồng tình, lý do là mình làm mà chính quyền mà mình làm nậu với chính quyền mai mốt rất là khó. Yeah. Nên là nữ là mướn trọ cho cô trước thì chú Hồng ở Canada đó. Yeah. Thì cũng có nói là thôi mướn cho cô 6 tháng trong cái, yeah, thời gian này thì cô cố gắng kiếm một cái công việc gì làm, là mình tích lũy thì sau này để mình chỗ ăn cô ở trước nha. Yeah. Rồi sau đó thì mình còn ví dụ ngày cô làm được 100 hay 150 gì đó. Yeah. Thì cô nhín lại bỏ heo để mình tích lũy cho gia đình của mình. Yeah. Tại vì cái nơi ở nó quan trọng, nó ẩm thấp thì nó dễ gây ra bệnh hoạn nữa. Yeah. Đó, nên hôm nay thì con nãy cô thấy là con mướn cho cô gửi trước mướn 6 tháng nhưng mà gửi trước 3 tháng. Yeah. Đó, thì bây giờ còn là 400 ngàn là được 2,5 triệu, nãy là 2,1 triệu, thì bây giờ, yeah, con gửi cho cô 400 ngàn. Yeah. Cô có mua lặt vặt gì đó thì cô mua nha. Yeah. Này, con gửi cô bô thêm 400 ngàn nữa là khoảng 2,5 triệu của chú Hùng luôn. Vậy, yeah, cảm ơn chú nhiều, chú nói chú Hùng cảm ơn chú Hùng nhiều hết chú. Yeah. Bây giờ thì đất cát nó rất là khó khăn nên không thể nào tiến hành các nhà cho cô được. Yeah. Thì là mình cũng coi như là tùy duyên đó, nên con cũng biết nó là sao luôn. Chú ơi, cũng như ở đây rồi tôi ở rồi còn tôi đi học đi mặn đó chú. Rồi tôi đi dọ rồi có nền điện cho chú hay nghe chú. Cái đó thì cô cho hay đi, có gì con cho cô hay sao. Dạ. Yeah. Cô chỉ muốn ở vòng vòng đây hay là ở chỗ nào cũng được? Chỗ nào cũng được cho mấy chú. Muốn chỗ nào mà cũng được mà có căn nhà mà nhỏ cũng được nữa chú. Chú nắng chú mưa được rồi chú. Rồi cái ở mằn ăn. Chứ không có ham mà ở ngoài lộ này nữa chú. Có nghĩa là bất cứ chỗ nào thì cô vẫn, dạ, ở được ha. Dạ, chỗ nào cũng ở được cho mấy chú. Miễn có nơi đó có mướn mặn mướn là được rồi chú. Còn mướn đang đi làm kiếm tiền đang mà cho qua mà xây sở hàng ngày á chú. Chứ không có ham mà ngoài vui vẻ ngoài đường gì nữa đâu chú, không có ham. Đó thì cô nói vậy thì con đi nhận cái gì con hỏi con cũng cố gắng kiếm giùm cô khoảng là 30-40 triệu cất, dạ, cho cô cái nhà tiền chế nhỏ nhỏ vậy. Dạ. Thì trước mắt thì tạm thời như thế này nha cô nha. Dạ. Chúc cô sức khỏe, chiều con giùm cô dọn qua mai mốt con ghé con thăm nha. Dạ. Rồi con chào cô nha. Dạ. Cảm ơn chú với chú Hùng ở ngoài Mỹ nhiều. Bùi Hồ, dạ, thay mặt gia đình của cô Duyên xin chân thành cảm ơn chú Hùng và cũng như là các người bạn của chú Phước, dạ, là chú Quang ở Canada. Dạ. Cũng có một số mạnh thường quân cũng có ngỏ lời để, dạ, giúp cho cô, nhưng mà bây giờ chú Quang rất dạ, có nên là thử tạm quản. Dạ. Khi nào có thì cho cô bạn nói chuyện. Chào con ha.